Các em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bài quan hệ đại số trong phép tách lược đồ quan hệ. Thế để ôn lại, nhắc lại khái niệm về hình chiếu, thì thầy có một ví dụ sau đây. Ta lấy ví dụ về hình chiếu nha. Ví dụ về phép chiếu. Đấy. Ví dụ về phép chiếu, thầy có một quan hệ R bằng các thuộc tính A, B, C, D. Và chúng ta có x bằng A, B, y bằng A, C. Thế phép chiếu nó sẽ được xác định như sau: P của x trên R sẽ bằng AB. Phép chiếu P của y trên R sẽ bằng AC. Được ví dụ qua một ví dụ thực tế như sau. Bây giờ R bằng A bằng ABC, B, C, D. Thì cái bảng đó được có các phần tử như sau: A1, B1, C1, D1. Tiếp tục A1, hàng thứ hai của bảng nhá, B1, C1, D2, A2, B2, C2, D2. A2, B2, C3, D3. Thế thì phép chiếu thứ nhất, phép chiếu PX bằng AB, nó sẽ ra được những cái gì? Và chúng ta chú ý cho thầy, nó sẽ chiếu trên hai thuộc tính A và B, trong đó mỗi một phần tử nó chỉ lấy một lần, tức là sẽ bằng A1, B1 và A2, B2. Đấy, có nghĩa là dù cái R này, quan hệ này có rất nhiều ngôi, nhưng mà khi mà nó lấy ra hình chiếu của nó lấy ra thì nó chỉ còn lại là A2, B2 thôi. Đấy là quy tắc của phép chiếu. Chiếu là gì? Chiếu là chiếu vuông, giống như phép chiếu vuông góc, nhưng ở đây người ta chiếu xuống, người ta chỉ còn rút gọn như vậy. Và ta có P của y sẽ bằng A C. Lúc này chúng ta sẽ được là A1, C1, A1, C1, A2, C2 và có A2, C3 nữa. Các em chú ý nhá. Tức là chiếu là nó sẽ làm mất những cái giá trị lặp lại của các hàng và nó chỉ còn rút gọn như này. Đây, đây chính là phép chiếu trong quan hệ. Thì chúng ta chú ý cho thầy chỗ này để chúng ta tiếp tục theo dõi lý thuyết tiếp theo. Đấy gọi là phép chiếu. Bây giờ chúng ta đi sang cái gọi là thuật toán tách bảng, tách không mất mát thông tin. Rồi, thế bây giờ để kiểm tra không mất mát thông tin thì thầy có một thuật toán như sau. Chúng ta ghi cho thầy thuật toán 52 nha. Cái này các em chú ý này, cái này là bài tập kiểm tra học kỳ này. Đấy, thầy nói trước luôn nha, các bạn phải biết tách. Thuật toán chúng ta ghi, thuật toán 52 kiểm tra kết nối không mất mát thông tin. Thì đầu vào chúng ta ghi cho thầy là người ta cho đầu vào. Đầu vào của chúng ta là quan hệ R chính là bằng A1,
A2 phẩy phẩy AN nha. Tập các phụ thuộc hàm F và tập các phụ thuộc hàm F. Đấy, hôm nay bảng chúng ta lịch sự chưa? Nghe ngon lành đúng không? Thầy đã phải điều chỉnh cả cái máy tính để cho làm sao cho nó nét nhất, nó sẽ không bị vẹo cong. Phụ thuộc hàm F và phép tách của chúng ta rho chính là bằng R1 R2 và RK. Tách ra làm K bảng nhá. Chúng ta chú ý cho thầy là thuộc tính thì có N, nhưng mà tách ra K bảng thì đầu ra, chúng ta ghi cho thầy đầu ra. Bài học tối nay nó rất là phức tạp, cho nên là chúng ta cố gắng chỗ này rồi chúng ta sang phần thao tác trên SQL. Thầy sẽ dạy các em cách tạo bảng, mối lập các mối quan hệ như thế nào để chúng ta có thể làm một cái website nhỏ cho ứng dụng. Thì đầu ra là chúng ta phải kết luận phép tách không mất mát thông tin. Đó. Tách mà chúng ta lại làm mất mát thì là nó sẽ không được, đúng không? Thế bây giờ phương pháp, bây giờ cách làm nhá, các em ghi cho thầy. Thứ nhất là phương pháp đấy, thầy viết bằng chuột là nó hơi khó. Phương pháp này chúng ta ghi thiết lập, đầu tiên là thiết lập một bảng n cột nhá, các em chú ý cho thầy, n cột và k hàng không phải là khách hàng nhá, k hàng cột, và thầy nhấn mạnh là k hàng ở đây tương ứng với rk. N cột là tương ứng với n thuộc tính, k là k hàng, được chưa? Rồi chúng ta ghi tiếp cột thứ g nó chạy từ 1 cho đến n nhá, tức là chúng ta ghi cho thầy g sẽ bằng 1,n, ký hiệu toán học này có nghĩa là chạy từ 1 cho đến n, được chưa? Đấy. Thì tương ứng cột g thì ứng với gì? Ứng với a g, được chưa các bạn nhá? Rồi cột g ứng với a g. Rồi tiếp theo này, hàng thứ y ở đây là y nhá, trên là g, hàng thứ y ứng với ta, chúng tách ra rõ ràng nhá, ứng với r y, tức là r là chạy từ 1 đến k, chúng ta ghi cho thầy y bằng 1 đến k. Đó, y là bằng 1 đến k. Rồi các em chú ý cho thầy, thầy ghi nó vào để cho nó khỏi nặng. Tiếp theo, tại bảng y cột gì à, tại chúng ta ghi nhá, ứng như này, bây giờ chúng ta ghi này, tại hàng y phẩy cột gì. Cái này là cái lược đồ của thuật toán nhá, chứ không phải là tách bảng ra cụ thể. Bảng chúng ta sẽ tách khác, còn đây là chúng ta kiểm tra xem nó có mất mát thông tin không. Cột G, tại hàng A cột G thì chúng ta điền cho thầy, điền cho thầy
ký hiệu A G thuộc R nhá. Đấy, tại hàng y cột G tương ứng, được chưa? Nếu không thì chúng ta điền B phần tử B y z. Đó, phải ghi vào phải không? Mỗi lần như thế là lại phải ghi nó vào để cho nó giảm bộ nhớ đi. B y z. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là set. Rồi thiết lập như thế nhá. Bây giờ chúng ta set này. Được như thế rồi, chúng ta chắc chắn đến cái bước này rồi. Thì bây giờ chúng ta xét đến các phụ thuộc hàm F. Xét phụ thuộc hàm. F. Đấy, xét phụ thuộc hàm F. Áp dụng cho cái bảng vừa thiết lập. Áp dụng cho bảng vừa thiết lập. Áp dụng cho bảng vừa thiết lập. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Để thầy chỉnh lại ngòi bút cái một tí. Rồi, thầy chỉnh lại ngòi bút, thầy chọn ngòi đi. Áp dụng cho bảng vừa thiết lập. Bây giờ chúng ta như sau. Giả sử ngoài bút này thì nhỏ quá. Giả sử xem xét ta xét. Ta xét. Có lẽ là phải dùng cái ngòi kia. Đấy, thầy phấn liên tục. Đấy, nó chết. Rồi thầy phấn nhỉ, thầy không phải phấn thế. Không phải không một VT. Giả sử ta xét một cái phụ thuộc hàm x xác định y, ta xét x xác định y thuộc f này, các em có nhìn thấy không? Chắc nhìn được đúng không? Thuộc f xét các hàm và nếu có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x, có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x, thì bút mờ quá. Không phải 25 vậy là 0.01 VT có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x. Thì chúng ta làm gì? Ví dụ T một của x mà bằng t2 của x thì chúng ta làm bằng nhau trên y. Ta cho làm bằng nhau trên y.
Có nghĩa là chúng ta làm bằng là T1 y sẽ bằng T2 y. Đúng các em? Đấy, ta làm bằng như thế nhá. Chú ý khi làm bằng giá trị trên y, nếu một trong hai giá trị là Az thì ưu tiên làm trên Az. Ngoài ra thì nếu không thì chúng ta làm trên BZ, tức là chúng ta sẽ ưu tiên bắt đầu đấy, bắt đầu bộ nhớ bắt đầu căng lại. Đã, ưu tiên xóa hết cái này. Chúng ta sẽ ưu tiên làm bằng nhau trên, chúng ta sẽ làm như sau nhá. Nếu một trong hai giá trị là Az thì ưu tiên làm bằng trên Az. Nếu nếu một trong hai giá trị là Az thì chúng ta sẽ làm ưu tiên là làm bằng trên Az. Đấy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm bằng trên BZ. Áp dụng các phụ thuộc hàm cho bảng, kể cả việc lặp đi lặp lại các phụ thuộc hàm đã được áp dụng cho tới khi không còn áp dụng được nữa thì chúng ta kết thúc, chúng ta ghi là áp dụng. Tôi cho nhỏ lại, áp dụng. Đến đây rồi nha, bây giờ thầy xóa tạm này. Đấy, các bạn ghi đến đây rồi thì bây giờ các bạn ngược lên ghi cho thầy. Các bạn có thể dừng pause lại để các bạn xem. Bây giờ thầy xóa hết đi để cho nó nhẹ. Rồi, bây giờ thầy tiếp tục lên trên. Đấy. Chúng ta ghi là tiếp tục các việc áp dụng, ta tiếp tục. Ôi trời ơi, mực to thế. Ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng, các em ghi cho thầy là tiếp tục áp dụng các phụ thuộc hàm cho bảng kể cả việc lặp đi lặp lại các phụ thuộc hàm trong bảng cho tới khi, tức là chúng ta áp dụng cho tới khi là không còn áp dụng được nữa. Đúng
nữa, chúng ta sẽ không còn áp dụng được nữa nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ. Ví dụ này chúng ta sẽ làm như sau nha. Bây giờ ví dụ cụ thể để chúng ta lập ra này, lập ra trong thuật toán này này. Bây giờ thầy có S là gồm có quan hệ S gồm có to quá nó lại đậm với thế khổ. Nha, bây giờ chúng ta có bảng một cái lược độ S, trong đó gồm có S name, địa chỉ, phẩy sản phẩm, phẩy giá, tách làm hai lược đồ, tách làm hai là S1, gồm có S name, địa chỉ, S2 mở ngoặc ra S2 nhé. S2 của chúng ta gồm có S name, sản phẩm, giá cả. Đó. Thế thì ta sẽ làm như nào? Ta lập cái bảng đó vì chia làm hai, cho nên là đây cái thuật toán nhé. Còn chúng ta đây không phải cái mà kết quả của thầy ấy, nó không phải là bảng tách ra cụ thể đó, nó chỉ là cái bảng để chúng ta kiểm tra có mất mát thông tin hay không thôi. Chúng ta điền cho thầy cái này. À, trong đó thì người ta cho giả thiết người ta cho là S name thì nó sẽ xác định app đẹp được chưa. Còn bên này chúng ta có hai phụ thuộc hàm là S name và nó có phụ thuộc hàm là S name và sản phẩm thì xác định là giá cả. Đó. Thì bây giờ bảng sẽ được thiết lập như sau, chúng ta ghi cho thầy gồm có cột S name, cột thứ hai là địa chỉ address, cột thứ ba là sản phẩm pro, cột thứ tư là price. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có hai hàng thôi nhá. Vì chúng ta tách làm hai lược đồ. Cho nên áp dụng là chúng ta như phần trước ấy, chúng ta nói là áp dụng rho sẽ bằng R1 đến RK, tức là có một hàng đến hai hàng thì người ta bảo này. Cột thứ Z ứng với thuộc tính AZ, hàng thứ Y tương ứng với lực đồ Y, tức là hai lực đồ. Tại hàng Y cột Z thì chúng ta điền ký hiệu AZ nếu AZ thuộc R. Đấy. Nếu AZ thuộc R, nếu không thì là ký hiệu là BZ. Thế ở đây ta thiết lập như sau. Tại cái cột 1, hàng 1 thì chúng ta điền là A1. Tại cột 1 ở đây chúng ta vẫn điền là A1 cho thầy nhá. Tức là chúng ta sẽ điền như vậy đúng theo cái thuật toán người ta cho. Tức là chúng ta sẽ điền AZ nếu AZ thuộc SRI, tức là thuộc cái 1 đấy. Được chưa? Ở đây chúng ta điền là với cái đầu tiên chúng ta điền là A
A2. Nhưng đến cái thứ hai ở đây, đến cái thứ hai ở đây nó là endname. Endname thì người ta nói này, nếu không, bởi vì là endname ở đây nó còn có cả gì, đến cái thứ hai rồi thì cái endname này nó lại thuộc cái thứ hai là thuộc B, vậy chúng ta sẽ điền là B22. B22 tức là thuộc cái phần S2 này. Đấy. Tức là nó phải thuộc ERI thì ta mới điền A, còn lực đồ 2 ta phải điền B. Đúng không các em? Rồi. Đối với cái đầu tiên ở đây thì chúng ta phải điền nó là B13. Cái này là B14. Đấy, chúng ta điền như thế nhá. Rồi, đến cái thứ hai, ứng với cái đầu tiên này thì nó, cái này là A2 thôi, còn cái này không thuộc thì là chúng ta để B. Nhưng đến cái thứ hai này, đến cái thứ hai ở đây các em nhìn thấy nhá, Sname có thì vẫn là A1, đúng không? Sname có vẫn là A1. Còn địa chỉ không có ở trong S2 thì chúng ta điền B22. Có nghĩa là cái địa chỉ này này nó không thuộc vào đây thì chúng ta điền B22. Cái nào thuộc cái 1 thì chúng ta điền A. Còn cái thứ hai nó không thuộc cái 2, address không có nằm đây thì B22. Và bây giờ đến Sname nó có thuộc này, vậy nó sẽ là A mấy nhỉ? Nó sẽ là của cái A. Và nó sẽ là A3, vì nó nằm ở trong này, được chưa? Rồi vì pro nó nằm ở trong này, sname thì nằm đây rồi, pro nó nằm đây. Đấy. Rồi giá thì chúng ta vẫn, nó thuộc cái S2, vậy nó phải là A mấy? A4. Để chúng ta quan sát đây nhá, S1 không có thì hai giá trị này sẽ là B. S2 ba thằng có, 1 2 3, thì cái B này là địa chỉ nó sẽ không có. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy đây nhá, thầy nói lại một lần cuối này. S1 thì nó có là A1 là sname, địa chỉ A2, product không có, price không có. Còn cái S2 thì A1 có, địa chỉ không có, pro có, price có, vậy nó là A3 và A4. Bây giờ ta sẽ áp dụng hai cái phụ thuộc hàm này vào đây. Bước tiếp theo là áp dụng phụ thuộc hàm. Áp dụng phụ thuộc hàm nhá. Thì bây giờ chúng ta phải làm như nào? Ta lấy sname xác định địa chỉ, đúng các em? Thì chúng ta sẽ thấy này, sname xác định địa chỉ. Đấy. Vậy thì chúng ta trên cái cột add của chúng ta cùng làm bằng A2 cho thầy, đúng không? Ra một cái bảng dưới nhá. Bắt đầu chúng ta cho nạp ra bảng dưới. Chúng ta sẽ có như sau. Bảng dưới thầy viết này, A1, A2, B13, B14. Đấy. Bây giờ thầy làm bằng này nhá. A1 và A2, đúng không? Thế bây giờ đến cái dưới hàng của cái lực đồ tiếp theo, chúng ta nhìn ở trên chúng thấy đây là A1 là bằng nhau, vẫn là bằng A1. Nhưng A2 ở đây B12 thì chúng ta vẫn phải làm thành A2. Đấy. Được chưa? Nó bảo là gì? Thuật toán nó bảo là nếu một trong hai giá trị là AZ thì ưu tiên là bằng trên AZ. Ngoài ra thì chúng ta làm bằng trên BZ. Nha, ngoài ra thì chúng ta làm bằng trên BZ. Vậy chúng ta làm bằng được một cái rồi, đúng không? Đến cái tiếp theo, pro và price thì chúng ta
Lực độ tiếp theo ở đây thì chúng ta thấy nó chính là bằng A3 rồi thì thôi. Cái này chúng ta thấy là bằng A4. Đấy. Vậy chúng ta nhìn thấy là đây đã trở về một cái đầu ra. Trở về đầu ra. Đấy. Được chưa? Và kết quả là các giá trị ở đây ở dưới cuối cùng ấy là toàn A 1 2 3 4 đấy, toàn A. Vậy bảng kết quả là dòng thứ hai có giá trị toàn A. Do đó là khi tách ra nó sẽ không mất thông tin. Tức là lúc đó cái S2 này của chúng ta này toàn A là không mất mát. Thông tin. Đấy. Được chưa các bạn? Như nhau, có nghĩa là đây là thuật toán thôi chứ không phải là cái bảng cụ thể chúng ta tách ra. Tách ra thì nó giá trị khác, nó sẽ trị A1, A2 các thứ là nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng ở đây là chúng ta làm bằng ở đây là để chúng ta thấy là riêng cái bảng tách thứ hai toàn A rồi thì có nghĩa là nó đã không mất mát thông tin. Đấy là thuật toán. Bây giờ chúng ta sang định lý. Định lý thứ tư nha, thì em ghi cho thầy định lý 4. Đấy. Chúng ta thấy cái thuật toán nó hết sức phức tạp nhưng mà nó dựa trên gì? Dựa trên hai lược đồ đúng không các em nhỉ? Và chúng ta nhìn thấy là khi mà toàn A rồi của cái bảng thứ hai nó sẽ gì? Nó sẽ không mất mát thông tin. Còn bảng 1 thì cũng ngon, gồm có A1 và A2 rồi không mất mát thông tin. Đấy. Thì người ta bảo là chúng ta phải điền vào đúng không? A1 không có ở hai cái thuộc tính cuối thì phải là B13 B14. Đấy. Còn ở bảng thứ hai thì A1 có, Sname có, địa chỉ không có thì là B22. Product có thì là A3 prime là 4. Vậy thì chúng ta chỉ cần việc nhìn thấy là chúng ta làm bằng thôi, hai cái này chúng ta làm bằng. Còn nếu không cái này cũng làm bằng vì phải bằng với A, bằng với A. Còn ngoài ra không làm bằng được với A thì phải chịu, tức là chỉ còn B thôi thì mới chịu. Tức là chúng ta sẽ có một cái kết quả là không mất mát thông tin. Đây là một cái thuật toán rất hay mà thế giới người ta tìm ra để cho chúng ta tách bảng. Bây giờ chúng ta sang định lý. Các em ghi cho thầy thuật toán trên là đúng đắn. Định lý chỉ phát biểu thế thôi, là thuật toán trên. Bút của thầy kém quá. Thuật toán trên là đúng. Thuật toán trên là đúng nha các em nhá, thuật toán trên là đúng. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong cái bài này. Bây giờ chúng ta sang định lý tiếp theo là định lý 5. Định lý 5. Các em ghi cho thầy. Nếu phép tách rô bằng trong trường hợp là L1 và L2. Nếu phép tách rô này F là tập phụ thuộc hàm, F là tập phụ thuộc hàm thì phép tách không mất mát thông tin. Phép tách không mất mát thông tin khi và chỉ khi
khi và chỉ khi chúng ta có này L1 giao với L2 thì xác định là L1 bỏ đi L2, hoặc L1 giao với L2 sẽ xác định L2 bỏ đi L1 nha. Đúng rồi, trên này đây chúng ta thấy này, L1 và L2 giao của nó ở đây chỉ có là S name thôi. Thế thì nó sẽ xác định thứ nhất là xác định L1 bỏ đi L2, đúng không em? L1 ở đây là address, nhưng mà không bỏ đi L2 là bỏ đi những cái pro và price này, vậy đúng đúng chưa? Nó chỉ xác định với address thôi, S name xác định address chính là cái này. Hoặc L1 giao L2 là cái gì? S name này. Nó sẽ bằng L2 của chúng ta là gồm có vô và price, nó bỏ đi L1 là address bỏ đi, vậy nó chỉ còn như này thôi. Các em đã thấy chưa? Đã nhìn lên trên này đấy nhá. Căn cứ vào đây này, L1 giao L2 là bằng S name thì xác định địa chỉ của với cái một, đúng đấy, vì S name là khóa, địa chỉ là phụ thuộc hàm vào khóa, bởi vì một S name thì xác định một khóa hoặc nhiều khóa, nhiều cái địa chỉ khác nhau của S name thì nó gọi là như vậy. Chúng ta nhìn thấy là L1 giao L2 ở trong cái hai cũng chỉ bằng S name thôi, hai thằng này giao nhau đúng không? Đây các em lấy giao nhá, S1 mà giao với S2 thì bằng cái gì nhỉ? Bằng S name đấy, định lý này là đúng đúng chưa? Rồi đấy, rồi thầy ghi này, S1 trừ đi S2 thì chúng ta chỉ còn lại là S name và address thôi, đúng không em? Ta còn S name và address, S2 trừ S1 thì chúng ta còn S name và pro price. Đấy. À, các em thấy tuyệt vời chưa? Đấy. Phân tích thuật toán xong thì chúng ta thấy là kết nối khi mà chỉ khi nó như này. Thì đây là một định lý mà rất hay để các em áp dụng trong việc tách bảng sau này. Thầy đã hết cái chương này, và bài 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 dạy hôm nay thầy chia làm đôi. Với bài này là bài thứ nhất. Bài này là bài thứ nhất. Thì các em phải chú ý thuật toán này, vì thuật toán này là để đi thi. Sau này thầy sẽ cho một cái bảng và cho các phụ thuộc hàm. Các em phải kiểm tra xem là việc tách bảng có bị mất mất kết nối thông tin hay không. Chúc các em vui vẻ nhé. Rồi, rồi lát nữa thầy dạy tiếp phần chuẩn hóa quan hệ. Sẽ dạy cho chúng ta phần chuẩn hóa quan hệ.